xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục review cho các bạn xem cảnh núi khỉ V3. Bây giờ là khoảng 3 giờ đó các bạn, 3 giờ chiều á. Có người lên cho mấy chú khỉ ở trên núi khỉ V3 các bạn, hai bịch hồng. Không biết hồng ở đâu á, nhưng mà có một bịch á thì hồng còn nhỏ và chưa chín, giống như nó bị sượng đó các bạn. Còn một bịch á thì hồng bự mà nó chín quá xá chín luôn, chín tới mức độ là chèm nhẹp luôn nguyên bịch mà không có nhìn thấy trái đâu á. Đáng lát nữa mấy anh kia lại ăn hết. Giờ cho mấy anh hai bịch thì mấy anh hết con này tới bốc chạy, tới con khác tới bốc rồi chạy, chứ bốc không dám đứng chỗ đó ăn nha, ăn là bị con lớn cắn á. Con này tới bóc miếng rồi bỏ đi, con tới con kia bóc miếng rồi bỏ đi vậy á. Đó, đây gia đình của chị em bạn gì này, chị em bạn gì nha, tụi nó chơi nhau vậy á, cứ mẹ ẩm con, mẹ chơi con á, rồi cứ mỗi mẹ ăn trái hồng, mẹ ăn xong rồi còn cái gì rơi rớt rồi mấy nhỏ bóc ăn vậy á, nhìn nó cũng dễ thương các bạn ha. Cái bịch này là cái bịch hồng nhỏ, nó còn hơi bị sống bị sượng vậy các bạn. Hai mẹ con đang ngồi ăn á, nó sượng sượng. Còn cái bịch hồng này á thì nó quá trời chín luôn, chín đến mức độ nó chèm nhẹp luôn, hồng không còn được nguyên trái nữa. Nó giống như là một cái loại hỗn hợp đó các bạn ơi. Ở chợ người ta buôn bán thời buổi này đang bị ba cái dịch bệnh đó, thành ra là chợ búa người ta bán cũng ế, rồi cái gì bán không được á, người ta đem lên ta cho mấy con khỉ. Khỉ này đang nằm ngay trung tâm luôn, mà gần chợ, gần trường, gần gì cũng gần hết trơn á, người ta lên ta chơi rồi ta cho tụi nó ăn luôn. Mỗi ngày đều có người lên cho ăn vậy các bạn, cho nên mấy con khỉ ở đây nó không có ốm nào, không lấy chồng quay à, nó dạng lắm, nó đi ra đường luôn nha, nó ra đường ngồi chơi, xe phải tránh nó luôn, nó không thèm tránh xe luôn, ngồi giữa đường vậy, mà nhìn dễ thương các bạn ha.